Tối hôm qua chắc là cậu bận rộn lắm đúng không? Dạ. Còn trả lời như vậy được nữa hả? Cậu xem cậu bây giờ kìa, có phải là con người hay không hả? Bệ rạc bê tha như vậy đó. Tôi biết là cậu đang buồn chuyện tình cảm, rồi để cho tinh thần suy sụp như vậy đó hả? Coi có được hay không? Bà, đừng có la nó giữa mọi người như vậy, con nó ngại. Ông còn nói nữa hả? Suốt ngày binh con như vậy, chiều con như vậy, bây giờ ông nhìn nó đi, có giống là con người nữa hay không? Chỉ có một chút xíu chuyện thôi mà không tập trung gì hết, suy sụp như vậy thì còn làm ăn cái gì nữa? Bà, trời, bà nói như vậy, bà la nó vậy. Ông im đi. Nè, tôi nói cho cậu biết nha, cậu phải kiểm soát bản thân của cậu. Chưa có cái gì trong tay hết mà lúc nào cũng suy sụp như vậy. Rồi cuối cùng cậu đi đến đâu hả? Tôi mà là con Trang á, tôi bỏ cậu lâu rồi chứ không phải đến bây giờ. Tôi không bao giờ nhìn mặt cậu nữa, hiểu chưa? Bà, trời ơi, trước mọi người bà nói gì chứ mà nhiều gì nó hiểu rồi. Hiểu cái gì mà hiểu? Tuấn Anh, mày còn đợi cái gì nữa? Đã đến lúc mày phải đứng lên rồi. Không lúc này thì lúc nào hả? Tuấn Anh, hết cha đến con, rồi cả cái công ty này nữa, lúc nào cũng chọc tôi nổi điên lên hay là sao? Bà la như vậy là đủ rồi. Ông làm cái gì vậy? Tôi không thể nào chịu nổi nữa. Cha con tôi nhịn bà như vậy là đủ lắm rồi. Ở nhà bà cũng chửi, ra công ty bà cũng chửi. Bà làm riết tôi chịu hết nổi bà rồi, bà hiểu chưa? Nè, ông dám chửi tôi như vậy đó hả? Tôi không chửi bà, tôi quát bà, tôi la bà đó. Tôi hỏi bà này, cha con tôi nhịn nhục bà đến mức độ là đủ lắm rồi ha? Ở nhà bà cũng la, ra công ty bà cũng la, bà là không có biết điều gì hết trơn. Trời ơi, tôi chịu hết nổi rồi. Tức cái gì? Tôi hỏi bà nè, con mình nó đang rơi vào cái hoàn cảnh như vậy, đáng lẽ bà phải an ủi nó, đằng này bà cứ chửi thẳng mặt nó như vậy trước mặt mọi người, làm sao mà nó chịu nổi hả? Còn con nữa, đàn ông con trai cái gì mà kỳ vậy hả? Đàn ông á, sự nghiệp là quan trọng, nhưng mà quan trọng hơn cả là gia đình mình, những người mình yêu thương, hiểu chưa? Đằng này, trời đất ơi, tại sao là con ngồi một chỗ than vãn như vậy hả? Bản lĩnh đàn ông của con ở đâu? Con bay ra Hà Giang liền, kéo nó về đây, nghe chưa? Chứ không phải ngồi mình nó than vãn như vậy được. Bay đi. Còn bà nữa. Gì nữa? Tôi nhịn bà không phải là tôi sợ bà, mà tôi yêu bà, tôi yêu cái gia đình này, hiểu chưa? Bà cứ chửi tôi hoài, chửi từ sáng đến tối, từ tối đến sáng. Bà được nước mà làm tới, bà không biết điều. Bà làm như vậy bà tưởng bà sướng lắm hả? Đúng. Bà nói đúng, mẹ cũng nói đúng luôn. Bây giờ con quyết định rồi, con sẽ bay ra Hà Giang để đón Trang trở lại đây. Tung cảnh đi con. Bà thấy tôi diễn gì được không? Được, nhưng mà hơi quá đó. Giảm bớt xuống, lớn tiếng quá. Vậy xin lỗi nha. Thôi. Hay quá trời. Không có hợp hành gì nữa hết á. Còn ông, đi vô phòng tôi nói chuyện với ông. Dạ. Trời ơi, cái gia đình gì mà thể hiện cái tình thương nó mãnh liệt chứ. Trời ơi, trời ơi, đỉnh quá. Trời, lần đầu tiên mà tôi thấy hiện tượng lạ vậy luôn á. Trời ơi, trời. Trời, mấy đứa còn sống không, mấy đứa còn thở không? Họp hội đồng mà tung cánh, tôi muốn sổ lòng theo luôn á. Trời ơi, trời, 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 trời. Đúng là mẫu đàn ông lý tưởng mà em đang tìm kiếm á. Gán mang con Trang về nha, nhớ con Bẹo lắm rồi.
nhớ nghe chưa? Ừ. Phải đem con bánh bèo đó về cho tôi chị đó. Ừ. Tranh thủ đi, chị nhớ con bánh bèo đó nhiều lắm. Mọi người yên tâm, em nhất định sẽ mang Trang trở về đây. Em sẽ không để mọi người thất vọng đâu. Ok. Yes. Yes. Gì nữa? Gì vậy? Nhưng mà ở thời gian của sân bay không vậy? Trời ơi, hỏi chị đi, chị biết nè. Hà Giang có sân bay. Em yên tâm đi, nghe chị nói cái tên sân bay mà nhớ nha. Dạ. Sydney Melbourne Úc. Má này sao vậy trời? Ủa chết rồi, thông cảm đi, mới đi công tác ở bển về á. Trái múi giờ, ngủ ngày có 3 tiếng rồi cho nên não nó bị quay lại á. Được rồi đó. Rồi thôi nói đi. Nè bây giờ ra Hà Giang là sẽ không có sân bay nên là đi ra tới Nội Bài bắt cái xe lên, ok? Bay ra Nội Bài bắt xe đi lên Hà Giang. Đúng rồi. Đúng rồi. Yeah. Yes. Ừ, hết rồi, hiểu em. Đi. Yes. Cái gì nữa vậy trời? Gì nữa? Nhưng mà tại sao Trang ở chỗ nào mà em không biết? Bây giờ này chị nói một lần là nhớ nghe. Muốn biết Trang ở đâu thì sao? Hỏi Google. Má này gì cũng nghe khen trong chi. Trời mất công, dễ sợ mất thời gian ghê luôn á chị. Ủa không đúng hả? Ừ. Thông cảm đi, đi bên Úc về mới đầu. Thôi được rồi má, đi có mấy ngày má làm như má là người ở bển hay sao? Cái gì cũng hỏi ra nó bên Úc ghê quá. Rồi. Còn cái gì hỏi nó hỏi một lần đây. Rồi, bây giờ em chỉ bây giờ biết. Cái tâm lý lúc này nó rất là khó hiểu không? Ê nhưng mà chị biết, muốn biết tìm Trang ở đâu vậy mà chị thôi. Biết thì... Chị biết thiệt. Một okay. Lần cuối nha. Tin chị đi. Một lần cuối cùng nha. Rồi. Em chạy thẳng lên phòng nhân sự á. Em hỏi hồ sơ của Trang. Đúng trong rồi. Đó có rất đầy đủ về thông tin của Trang. Đi đi. Rồi, rồi. Bây giờ em lên phòng nhân sự liền nha. Rồi okay. Đi đi. Yes. Đúng. Sao không hỏi? Em nói gì? Em nói là em biết. Em biết cái gì? Em biết địa chỉ nhà nhỏ Trang. Làm sao mà em biết được? Làm sao biết Trang ở đâu? Hơi lố rồi đó lố chị. À. Không phải làm sao mà biết Trang ở đâu? Chị đâu phải người yêu của Trang. Sao tự nhiên căng ngang vậy? Phải không? Tự nhiên căng ngang. Trời ơi Miss Loan, cái này là ngủ ít á. Chuyện sao vậy? Chị quên á, là lúc chị tuyển hai tụi em vô, hai tụi em nói gì chị hả? Tụi em học cùng nhau ở trường ngoại thương, em với Trang cũng đã từng rất thân với nhau. Và cái quan trọng là Trang đã từng rủ em lên Hà Giang chơi rất rất nhiều lần. Ê, cái này đúng nè. Hai người học chung trường ngoại thương nè. Hỏi thẳng luôn đi. Trang ở đâu vậy? Ủa khoan, nhưng mà làm sao tin được chị? Nè, nói chuyện cái mặt ớt cân cân lên đi nha. Ủa công ty này ai cũng biết hai đứa là kẻ thù nhau mà. Có dở trò gì không trời? Ừ nè, cũng đúng ha. Tôi với nhỏ Trang rất thích cãi lộn. Không có nó không ai cãi lộn với tôi hết, tôi rất là buồn. Nên mắc gì phải kiếm chuyện với nó. Ừ cũng đúng á, thích cãi lộn. Vậy giờ sao? Tôi gửi Zalo cho anh rồi đó. À. Ok, cảm ơn cô. Chắc đi chưa? Chắc rồi. Chắc chắn không? Chắc. Đi một cái đi liền luôn nha. Dạ. Không có quay lại bì thì là nha. Rồi, em hứa. Hứa đi. Lần này đi thiệt. Sao nữa? Em sẽ không quay trở lại nữa. Không quay lại. Không, phải mang Trang quay trở lại, mang Trang về đây cho mọi đúng người. Đúng rồi. Vậy. Okay. Chúc em thuận lợi mình nha. Dạ, cảm ơn mọi người. Không có nhây nha. Ok. Chỉ đi 1, 2, 3 là đi. 1, 2, 3 yeah là đi nè. 1, 2, 3. Yeah. Tính ra cũng không có khớp được luôn. Thôi nói chung là kệ đi chị. Được. Hy vọng con bé nó trở về. Hết hồn em nha. Hình như cô đã tìm được người yêu mình thật lòng rồi. Cô hạnh phúc ghê á. Còn tôi thì... Wow, công nhận ngồi ở đây nhìn xuống đẹp rồi đấy. Đẹp là đúng rồi. Quê mình á là một trong những nơi đẹp nhất Việt Nam đó. Người dân tứ xứ ấy, người ta còn phải đến quê mình để tham quan. Quê mình đỉnh lắm. Thế nên là không cần phải lên thành phố đâu ha. Công nhận đẹp thật. À, em uống nước đi. Không nó tan đá ấy. Uống dở lắm. Vâng, anh cũng sơi đi anh. Chắc là em đi khỏi quê mình lâu rồi nên em quên đúng không? Chứ quê mình bây giờ có ai nói từ sơn nữa đâu. À, không anh ạ, trôn Việt Nam. Anh nghiêm túc thế. Thật ra thì em cũng đâu đi có xa lắm đâu nên là cũng không thấy có gì lạ lẫm cả. À, thế thì hay quá ha. Trang. Dạ. Nói chuyện với anh ấy, em có thấy khó chịu không? Không, em thấy bình thường mà.
À, thật ra tính em cũng ít nói như thế. Chứ trong đầu em không nghĩ cái gì đâu. Anh đừng để ý. Ok, em nói vậy là anh mừng rồi. Thế thì tốt rồi. Vâng. Chắc. Hả? Mới nhớ ra nên là anh hỏi luôn. Em có tính lên thành phố nữa không? Em cũng chưa biết nữa. Có thể là em sẽ ở lại đây luôn. Anh thấy đúng đấy. Ở quê mình cũng tốt mà. Em nghĩ xem, ở quê mình á, không xô bồ này, không phải đấu tranh, cũng không phải suy nghĩ gì cả. Mà nhá, em làm thử theo anh này. Hít một hơi thôi ấy, tự nhiên cảm giác con người khỏe khoắn cả ra. Không khí ở đây trong lành lắm, vừa tốt cho sức khỏe, còn tốt cả cho da nữa cơ. Em thấy đi, bao nhiêu ưu điểm như thế ấy, thì lên thành phố làm gì, đúng không? Công nhận, công nhận. Kể ra hai đứa mình gặp nhau ấy cũng nhiều duyên nợ quá. Công nhận. Đúng anh ạ. Nói gì em cũng công nhận hết hả? Tại bởi vì anh nói đúng quá mà. Anh uống nước đi anh. Anh trai ơi, cho em hỏi địa chỉ cái anh chị ơi, có ai đây không vậy? Ồ, quá luôn á, đang buông quá. Người quen nè. Ê, dạ, em nè, em nè. Ủa, người quen. Trời ơi, ủa. Bây giờ đó là em buôn bán nhỏ trên này. Em lên trên này là em mở quán, xong rồi em buôn bán đàng hoàng. Không có giang hồ, không có bạo kê, không có ức hiếp ai hết á. Em hứa luôn, em hứa với anh luôn, em thề em không làm gì hết á. Đã làm gì đâu, có nói gì đâu, có nói là không hoàn lương đâu. Đã làm gì đâu. Đấy anh em chưa. Tại đây. Quán này quán của anh đó hả? Ờ đúng rồi, quán em. Hoàn lương thiệt không? Hoàn lương thiệt sao mà bộ đồ y chang vậy? Bộ đồ dĩa đúng không? Ok, bây giờ tạm tin tưởng nha, cho em hỏi cái. Dạ, em mới mở cái này á, em hoàn lương rồi, em mở cái này á anh. Hoàn lương thiệt không? Cái địa chỉ này là nó nằm ở trên đây luôn đúng không? Có thể về được rồi, vì em sẽ không theo anh đi đâu hết. Nhưng mà chàng ơi, anh này là ai đấy? Chỉ là một người bạn của em thôi. Thôi mình về đi anh. Công nhận con gái giờ ghê thiệt, mới từ thành phố lên có bồ mới liền luôn á. Là bồ đó hả? Chứ còn gì nữa. Ông nghĩ đi, một nam một nữ ngồi sát gạt vậy nè, xong rồi còn nắm tay nhau nữa. Phải bồ không? Sao rành quá vậy? Trời ơi, tôi đứng ở trong kia chứ tôi thấy hết luôn rồi, cô Quỳnh thấy hết luôn. Đầu tiên nắm mà, xong con bé rút tay về. Xong mà hồi cái thằng nó nắm chặt hơn, con bé rút lại, xong cái nắm để yên luôn. Vậy là bị miễn cưỡng rồi. Không có miễn cưỡng, tại vì người ta gọi là con gái mới quen thì người ta cũng phải nhại chứ ông nội. Đâu như ông mà chụp vậy. Giờ cần tôi giúp gì không? Tôi lo hết chưa? Giúp được không? Tôi lên đây mở quán cà phê là tôi quen hết, tôi lo hết luôn này luôn. Chắc chưa? Đeo dọc uy tín, thề. Uy tín. Ok. Tới rồi. Suối mát lành, không khí thì yêu thương. Quê mình đấy em ạ. Cẩn thận anh. Đã ghê á. Bước chân xuống một cái thôi ấy, sảng khoái hết cả người luôn á. Trời ơi.
lúc nào em cũng cảm thấy vui vẻ lạc quan được cái nhở. Tại vì anh yêu quê mình mà. Đây gọi là đường tắt hả anh?